Chào em. Chào anh. Anh sang làm việc à? Không, anh đến đợi em. Có việc gì không ạ? Anh muốn mời em đi uống nước. Em sợ muộn giờ, về phụ bếp cho chị Miên chứ gì. Anh nhờ anh Đại xin phép hộ rồi. Như thế anh không sợ bị nghĩ là hay áp đặt người khác à? Anh chỉ hoạch định cho người khác, không bao giờ áp đặt. Em biết dân kỹ thuật bọn anh rất thích tìm tòi, sáng tạo, sau đó là thử nghiệm. Vậy anh cũng nghĩ em là một phát minh. Không, gặp em tự nhiên anh thấy cuộc sống không chỉ đơn giản là máy móc và sản phẩm. Anh phát hiện ra trong mình còn có một con người khác. Em có thể biết con người ấy được không? Thì là anh đấy. Thôi, ta ra quán cà phê đi. Anh sẽ trình bày tiếp. Đừng mãi ngoài này cũng ngại. Đi. Là chỉ tại trả tại thì rất kiểu chỉ tại mày, mày đôi mày, mày có mới nơi cũ con ơi, đi. Con ngượng lắm, bà nhà, trời ơi, đi bà nhà, trời ơi, khổ thế này, kiểu u ơi, con xin u, con lại u đây, u đừng làm khó cho con có lý do của con, không có lý do nào về ruộng rẫy vợ con, mày em phải bà thành phố. Mày hỏng mất rồi Huệ ơi. Kiểu U thông cảm cho con. Con đã nhận lời cưới người ta. Con cũng đã báo cáo tổ chức. U đừng làm khó cho con. U ơi, con muốn ngày cưới con, U cũng có mặt với con. Không, tao không đi đâu hết. Tao chỉ có một mình con mặt là con dâu thôi. Mày hiểu chưa? U ơi, trời ơi. Con ơi, khổ. Thôi được, U không đi cũng được. Nhưng mong U nhớ rằng từ nay Phụng mới là con dâu nhà họ Lê ta. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Được, ra khỏi nhà tao ngay. Đi, đi. Không có Phụng biết gì nữa nghe chưa? Tao nói cho mày biết nhá, mày sẽ bị quả báo. Sẽ bị quả báo. Mày yên tâm như vậy, mày sẽ bị quả báo nghe chưa? Bố,
Bố làm sao thế ạ? Tần đi à? Sao trời tối rồi mà bố không bật đèn? Tối à? Bật đèn lên. Bố mệt ạ? Không, bố không sao. Con gọt cam cho bố ăn nhé. Thôi, khuya rồi, không ăn gì nữa. Ơ kìa bố, đã khuya đâu ạ? Mới có hơn 7 giờ thôi bố ạ. Thế con gọt đi. Dạo này, con thấy mắt bố thâm quầng lắm. Chắc đêm bố mất ngủ, có phải không ạ? Không. Bố không sao đâu. Tại tuổi già thế mà. Bố đang buồn chuyện anh Đại lắm hả bố? Còn xin bố, bố hãy nghĩ đến sức khỏe của mình. Bố mà đột quỵ lần nữa thì... Bố ơi, bố phải hứa với con một điều. Bố không nghĩ đến chuyện đấy nữa bố nhá. Bố hứa. Nhưng mà con cũng phải hứa với bố một điều. Hứa gì ạ? Con phải chú ý đến đằng Kiên đấy nhá. Tự dưng bố lại nhắc đến anh ấy. Thế các con có thường gặp nhau không? Hôm qua anh ấy có đến cơ quan con, mời con đi uống nước. Tần này. Dạ. Bố rất mong Kiên và con nên đôi. Bố hiểu Kiên là người tốt. Có cái tốt phải biết nhìn thì mới thấy được con ạ. Ai đấy? Em, Tùng đây ạ. Vào đi. Có chuyện gì? Trưa nay em vừa mất một trận bia bét nhè với bọn thằng Quang bên văn phòng thành phố. Bia với chả bọt, hay lắm đấy mà còn khoe. Thì anh để em trình bày nốt đã. Bọn nó tây tây rồi, phun ra nhiều chuyện hay đáo để. Chuyện gì? Có liên quan đến tôi không? Liên quan đến tay Kiên. Thế nó khen hay nó chê? Anh cứ hỏi khó. Nó khen thì việc gì em phải chạy vội về đây? Thôi, vắn tắt thôi. Chúng nó bảo hôm nọ chúng nó gặp thằng Kiên đi với một con bé trông nai lắm. Úi giời, nó chưa vợ đi với gái thì có việc gì phải bàn. Không, nhưng nó lại là con gái rượu của ông Lê Hòe, chuyên viên chính trị cao cấp. Hả? Chính xác chứ? Dạ, em thấy bảo cả ông Hòe và tay Đại đều bật đèn xanh mà. Có khi cười đến nơi rồi. Này, thế chuyện xảy ra lâu chưa? Dạ vừa trưa nay thôi ạ. Úi giời ơi, ngu thế. Tao hỏi là chuyện hai đứa chúng nó tòm tèm với nhau lâu chưa? Dạ, cái này thì em không thấy chúng nó nói. Nhưng mà chắc phải lâu rồi. Tính tay Kia này anh còn lạ gì, không thể tàu nhanh được. Thảo nào tay Hòe cứ bênh thằng Kiên chằm chặp. Trần Kiên thì con gái Lê Hòe. Được, được lắm. Này. Dạ. Vâng. Đi đi. Em đi nhá.
Đại nó chưa về hả con? Bố, bố vẫn chưa ngủ à? Dạ con nghĩ là... À, bố cần gì để con lấy à? À không, con ngồi xuống đây. Bố có câu chuyện muốn nói với con. Vâng ạ. Bố... Bố thay mặt thằng Đại xin lỗi con. Kiểu bố, bố đừng nói thế ạ. Dạo này bố thấy con hơi buồn. À, không phải đâu bố ạ. Chắc là do con bận quá nên... Con xin lỗi bố vì đã làm bố phải lo lắng. Con không cần phải nói dối. Bố rất hiểu tâm trạng của con. Bố cảm thấy mình rất có lỗi. Bố có lỗi với con, với thằng Cường, với cả bản thân mình nữa. Vì bố đã không đủ uy để ngăn thằng Đại lao vào con đường ấy. Thật ra ngần ấy năm làm vợ, con vẫn chưa hiểu hết tính nết anh Đại bố à. Anh ấy thực tế, hiếu thắng. Nhất là từ khi anh ấy chuyển ngành, anh ấy lại càng khác. Có chút gì đó tàn nhẫn, lạnh lùng. Bố biết. Chính vì thế cho nên bố không muốn thằng Đại lao vào thương trường một chút nào cả. Con luôn có cảm giác bất an. Con thấy sợ. Nhưng sợ điều gì thì thật sự con không biết bố ạ. Ờ... Đừng nhạy cảm quá con ạ. Bố rất may mắn có người con dâu hiếu thảo như con. Con rất chu đáo, rất tình cảm, lại tốt bụng nữa. Và người tốt thì sẽ luôn luôn gặp may mắn con ạ. Con cảm ơn bố. Nhưng thưa bố, dạ bố ơi, con xin bố một điều thôi ạ. Con muốn bố tha thứ cho thằng Đại chứ gì. Vâng. Dù anh Đại có thế nào thì vẫn là con của bố nhỉ. Là chồng của con. Có lẽ bố đã già, bố không hiểu hết được nó. Nhưng bố vẫn hy vọng nó sẽ không bị tha hóa biến chất, không bị đồng tiền bịt mắt. Con cảm ơn bố. Cảm giác cô độc đúng hơn là tôi cảm thấy bất lực. Cuộc sống biến động, con người ta thay đổi đến chóng mặt. Thằng Đại có còn coi tôi là bố hay không? Tôi vô ích hay hữu dụng? Tôi đúng hay sai? Không lý giải. Chỉ thấy càng hy vọng, tôi lại càng thất vọng. Tôi cần một khoảng thời gian yên tĩnh để xem lại tất cả. Và có lẽ tôi sẽ phải quyết định. Chắc lại có vấn đề gì nghiêm trọng hả anh? Cơ quan nào vậy? Hôm nay là việc cá nhân, việc của tôi. Sao ạ? Em không hiểu. Anh xin nghỉ hưu trước thời hạn á? Tôi thấy mình không đủ sức. Đây là bản tự kiểm điểm. Tại sao anh lại làm như vậy? Cậu là người hiểu tôi nhất. Vì thế,
Tôi muốn cậu biết chuyện này trước khi tôi thực hiện. Em không thể hiểu nổi. Thằng Đại là con trai duy nhất của tôi, vậy mà tôi không giáo dục được nó. Tôi còn mặt mũi nào đi giảng về nghị quyết, mặt mũi nào đi giảng về lý tưởng được. Anh à, Đại thuộc thế hệ khác, có suy nghĩ khác. Cho dù cậu ta có là người hư hỏng thật thì cũng không liên can gì đến anh. Chẳng lẽ con ăn cắp bố phải đi tù thay à? Đúng. Vì ông bố đó không lo được cho con, không biết dạy con. Tôi cảm thấy xấu hổ khi còn giữ cương vị này. Như vậy là anh nhất định làm thế à? Tôi sẽ xin chịu kỷ luật trước đảng. Về hưu sớm là một hình thức tự kỷ luật. Cô vào đi. Dạ vâng ạ. Chắc mai trời có bão. Nhà chị vẫn thế nhỉ? Em mới đi Hà Giang về, biết chị thích táo mèo nên em mang một ít để biếu chị ngâm rượu. Cảm ơn. Cô còn nghĩ đến tôi. Ngồi đi. Dạ vâng ạ. Cô uống tạm cốc trà nhé. Dạ em uống gì cũng được ạ. Dạo này chị khỏe chứ ạ? Lâu lâu chị không ra cửa hàng, chúng em thấy thiếu thiếu thế nào ấy ạ. Tôi chả nói với cô ở bệnh viện rồi còn gì. Tôi sẽ không bao giờ quay lại cái cửa hàng ấy nữa. Kìa chị, chị người lớn, chị chấp bọn trẻ ngây ngô chúng em làm gì. Dạ. Em mời chị xây nước ạ. Cô á, cô còn bạo tay bằng mấy chúng tôi ấy chứ. Thế nào, cửa hàng sắp sửa thành sàn nhảy rồi chứ. Ủa dồi ôi, khổ lắm chị ạ. Chỉ vì em bất tài nên em mới làm thế. Chị đừng giận em nhé. Cả ngành mình làm vậy, chẳng riêng chị em mình đâu. Không nhanh ấy à, có mà sập tiệm hết chị ạ. Cô cũng đừng hiểu sai ý tôi. Nếu cô làm ăn giỏi giang tháo vát thì nhân viên cũng có phận nhờ, nó cũng khỏi oán thán cô. Tôi cũng mừng cho cô. Dạ. Nếu được như thế thì em nói thật nhé. Mấy hôm trước chị làm em mất ngủ đấy. Nhưng không sao, em mong chị bỏ lỗi cho em. Gọi là có chút lòng thành ạ. Lòng thành à? Cảm ơn nhé. Cô cứ yên tâm đi. Hãy coi như tôi chưa bao giờ từng làm ở cửa hàng ấy. Được chưa? Xin lỗi, tôi có chút việc bận phải đi. Lúc khác đến nhé. Dạ, thôi em xin phép ạ. Em cũng phải đi ạ. Em vào đi. Anh Kiên chắc ít khi ở nhà. Sao em biết? Em thấy không khí lạnh lẽo quá. Em nói đúng đấy. Nhà chỉ thiếu bàn tay phụ nữ nữa thôi. Em ngồi đi. Dân kỹ thuật mà khéo nói ghê. Kìa, anh không mời em uống nước à? Ôi thôi chết, anh quên mất, cho anh xin lỗi nhé. Không hiểu sao cửa gần em là đầu óc anh mụ mị, chẳng còn nhớ gì hết. Trẻ đâu thích thì thích đây rồi anh ạ, đưa em pha cho. Thank you.
rồi. Mà bà cứ phải chồm chồm lên như thế. Ông không nghĩ đến đâu, nhưng phải nghĩ đến vợ con ông chứ. Người đâu mà những người đời cả. Thôi mẹ, mẹ, bố cảm thấy sức không đủ nữa, xin nghỉ hưu là đúng rồi. Bây giờ mày... nếu mẹ nghe con đã, nếu bố mà cố lăn ra ốm, mẹ sẽ là người vất vả. Mày ngu lắm, mẹ có phải nói cho một mình mẹ đâu. Đấy là mẹ nghĩ cho cái gia đình như này đấy chứ. Ông ấy khôn ra đã không như thế. Ông có biết là ông ốm vừa rồi tiền phong bì tổng cộng là được bao nhiêu không? Ông mà còn làm việc ấy, người ta còn quý mến, còn đi lại. Ông mà về vườn á thì chả có ma nào nó ngó đến đâu. Nếu chẳng may mà lần này ốm lần nữa thì... Hả? Thế bà muốn biến tôi thành cái gì hả? Hả? Thế bây giờ mọi người muốn biến tôi trở thành cái gì ở cái nhà này hả? Mẹ ơi, mẹ xuống nhà để bố nghỉ đi. Nhưng mẹ chỉ muốn ông ấy thực tế hơn, chứ đừng có trên mây trên gió nữa. Nếu bây giờ tôi chết đi thì sao? Bà sướng lắm phải không? Vì rất nhiều phong bì, rất nhiều tiền phúng, có đúng không? Bố ơi, bố, bố hiểu sai ý mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ cũng đừng diễn giải sự việc một cách căng thẳng quá như thế. Không thể chịu được nữa rồi, không thể nhìn được nữa. Thôi, rồi mẹ, mẹ nghe con, mẹ xuống nhà đi. Bố ơi, bố đi nghỉ đi bố. Công việc bù đầu thế này, không biết thế nào đâu. Hay là tối nay em đưa nhà em sang thăm anh chị. Tiện thể, anh cho em xem bản quy hoạch lô đất nhà em nhé. Tối nay tôi bận rồi. Nhưng mà điện thoại trước khi đến, nếu thu xếp được, tôi sẽ mang về cho mà xem. Mà này, nhớ là phải kín đáo một chút đấy nhá. Thôi thế thôi nhá, tôi đang bận nhá. Muốn kín đáo ấy, thì nói nhỏ thôi. Định cho cả văn phòng cùng chia sẻ hay sao? Mà chị cũng cần phải kín đáo vào đấy. Ăn mặc thế kia mà chồng cho ra đường được thì tôi cũng thấy lạ. Này, anh ăn nói cho nó cẩn thận nhá. Mặc như thế này thì sao? Lúc nào cũng thậm tha thậm thụt, mua mua bán. Cái kim trong bọc ấy, lâu ngày nó cũng lòi ra đấy. Chị biết cái gì mà nói lung tung hả? Chào anh chị ạ, cho tôi gặp chú Sán ạ. Vào đây. Thôi, để lúc khác khẩu chiến tiếp nhá. Được thôi. Chào chú Sán. Ừ, có vấn đề gì? Thế này chú Sán ạ, tôi mang bản vẽ, chú xem vị trí mảnh đấy có đẹp không? Chú xem. Trời ơi, cái việc này không thể giải quyết ở cơ quan được. Ra đi. Nhưng mà làm sao? À, tôi hiểu ý rồi. Thế này nhá, tôi hẹn chú ở quán bên đường nhá. Ừ, rồi, đi. Vâng, đi. Cụ là người đã từng vào sinh ra tử, bao khó khăn thử thách cụ vẫn vượt qua được. Chúng ta chưa thể so với cụ được đâu. Em không nói là so với cụ, nhưng mọi việc làm của bố em đôi khi quá cứng nhắc. Mẹ em thì suốt ngày chỉ trích, bố em là cũ kỹ, bảo thủ, xa rời thực tế. Mẹ vẫn không chịu được việc bố em xin về nhà. Người có nhân cách như cụ thừa lòng tự trọng, nên cụ không còn cách nào khác đâu em ạ. Em hiểu, nhưng em vẫn lo lắm.
nên là khi em không thường xuyên ở bên cạnh bố. Không có chuyện gì lớn đâu, cuộc sống vẫn vậy mà, bố sẽ biết tự điều chỉnh trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa ông lại là người sống rất lạc quan. Anh cũng như vậy có đúng không? Cái đó thì em phải tự cảm nhận chứ. Anh không nói về mình đâu, nhưng có một điều quan trọng anh dám khẳng định. Anh đừng lòng vòng nữa, anh khẳng định đi. Cụ đã làm được một việc lớn cho anh. Trên đã nghiên cứu xong và đã chấp thuận dự án về việc nhập dây chuyền sản xuất hàng điện tử dân dụng. Hôm nay chúng ta họp bàn cụ thể về cách thức triển khai, sao cho nhanh, gọn, sớm có sản phẩm để đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Đây là đề án của đồng chí Kiên. Có lẽ đề nghị đồng chí Kiên nêu ý kiến trước. Chúng tôi cũng đề nghị đồng chí trình bày thật cụ thể, để từ đó chúng tôi mới có cơ sở để sửa chữa và bổ sung thêm được. Vâng. Thưa các đồng chí, nhà máy của chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn của nền kinh tế thị trường. Máy móc của chúng ta quá lạc hậu, tổ chức bộ máy cồng kềnh, sản phẩm làm ra tiêu thụ quá chậm. Tất nhiên, đây không phải là lỗi của riêng chúng ta, nhưng kết quả của nó lại đánh ngay vào túi người lao động. Chúng ta phải tự cứu lấy mình. Trên đã chấp nhận cho chúng ta nhập dây chuyền hàng điện máy gia dụng. Chúng ta cần phải có sản phẩm ngay, để từ đây chúng ta sẽ phải chạy đua với các công ty khác về tiến độ, chạy đua với hàng ngoại về giá cả và chất lượng sản phẩm. Cứ cái kiểu làm ăn thế này, với công nghệ mới trong tay sẽ đi đến đâu, chúng ta cần đội ngũ công nhân, đội ngũ quản lý hiểu biết, có tác phong làm việc vì mục đích thiết thực của công việc chung. Bởi vậy chúng ta cần phải sắp xếp lại bộ máy. Thôi thôi, anh cứ nói toạc ra xem nào. Công nhân được bố trí vào dây chuyền sẽ được học ngay công nghệ mới, được đào tạo bài bản. Tất nhiên là đối với những người nhanh nhẹn và có khả năng nhất. Bên cạnh đó, với yêu cầu mới, đội ngũ lãnh đạo phải gọn nhẹ, uyển chuyển, có phản ứng, quyết định nhanh cho phù hợp với thực tế. Hay đấy, tôi đề nghị ta bàn sâu vào mấy xưởng mới, vào từng vị trí cụ thể. Chúng ta cần thống nhất phương án sắp xếp lại từng vị trí trong bộ máy để làm tờ trình lên đảng ủy và công đoàn, rồi sau đó niêm yết lên bảng thông báo để lấy ý kiến của đông đảo anh em công nhân. Tôi thì lại thấy chưa nên nóng vội chút nào. Nhà máy đã ổn định bao nhiêu năm nay rồi, xáo trộn bây giờ không đơn giản chút nào. Cần phải có một sự điều chỉnh hợp lý. Sẽ có sự hợp lý theo đúng ý của đồng chí Hải. Tôi đã đề nghị lên sở sớm có quyết định bổ nhiệm đồng chí Kiên làm giám đốc nhà máy. Tôi cũng sắp nghỉ hưu, tôi muốn đồng chí Kiên trực tiếp điều hành dự án. Anh khéo bố trí cán bộ quá nhỉ. Anh đã hỏi ý kiến tập thể đảng ủy chưa đấy? Vấn đề này đã được trên sở thông qua, tôi sẽ báo cáo với đảng ủy sau. Đây là số nhà 49 cạnh công ty Trường Hải. Rồi mẹ. Đây. Có lẽ đây. Đấy. Chào ông bà. Vâng, chào bà. Vâng, hôm qua tôi đã nói chuyện với ông bà về mảnh đất và ngôi nhà này. Hôm nay tôi dẫn con trai tôi đến xem ạ. Chào bác ạ. Mời anh với bác vào dưới nước. Vâng, vào trong nhà ống nước. Mời bác cứ mặc tôi. Hai bác có mảnh đất đẹp quá. Vâng. Rất là phong đãng. Anh ngồi uống nước. Vâng. Cháu nghe mẹ cháu nói chuyện nên hôm nay phải đến thăm hai bác ngay. Vâng, quý hóa quá. Hai bác đây chắc cũng là cán bộ nhà nước cả đấy chứ ạ? Vâng ạ. Chúng tôi cũng mới nghỉ hưu. À thế ạ, vâng. Giống ông chồng tôi. Vâng.
Tức là hoàn cảnh cũng giống nhau thì ta càng dễ nói chuyện ạ. Vâng. Mời bà xin nước, anh uống nước. Bà mời bà uống nước ạ. Thế hiện giờ canh các chị đang ở đâu ạ? Dạ tôi được hai cháu, nhưng các cháu ở bên Tây Đức cả. Ở nhà chỉ có hai ông bà già này thôi. Ôi giời, thế thì hai bác sướng quá rồi nhỉ. Vâng, các cháu nó cũng phường trưởng cả, nhưng chúng tôi cũng không cần các cháu trợ giúp. Vâng. Vì cuộc sống cán bộ cũng không có nhu cầu gì nhiều. Vâng. Chúng nó liên tục mời tôi sang bên đây chơi. Vâng. Tôi cũng muốn đi xem bên Tây nó thế nào. Nhưng sợ không đủ sức, với lại sợ các cháu tốn kém. Thế mà hai bác không cố sang một lần cho biết, phí quá. Vâng. Em thì vất vả hơn hai bác. Vâng, cũng có hai cháu. Đây là cháu trưởng của em, cũng mới có một cậu ấm thôi. Thế à? Vâng. Cô con gái thứ hai cũng mới đi lấy chồng, chúng nó kéo về ở suốt cả, chật quá. Vâng, vì thế cháu phải đi tìm một cái nhà để ra ở riêng. Vâng. Cháu đến đây cháu thấy cũng thích đấy ạ. Vâng. Nó có thế thôi mà. Vâng, vâng. Thế bà với anh cứ đi xem thoải mái. Thích đấy. Thì mua. Bà không vâng. Thích thì cứ thôi. Đi xem. Vâng. Chúng mình đều là cảm bộ với nhau cả. Ê, cháu xin phép được đi xem một chút đấy. Vâng, vâng. Con đi xem mời đi. Bà mời anh. Vâng. Hai bác ở như thế này thì cũng thật lãng phí nhỉ. Cái sân rộng như thế này quét được nó cũng còng cả lưng. Vâng. Thực ra chúng tôi cũng đã bàn chuyện tìm cái nhà nhỏ hơn, yên tĩnh một chút. Tôi chả biết thế nào, nhưng người ta bảo nước mắt chảy xuôi. Ông bà rơi ra được khoản tiền mà qua đấy chơi không phải nhờ cậy gì các anh chị ấy, thế là nhất đấy ạ. Bà nói phải, tốt nhất là không phiền lụy gì con cái. Thực ra chúng tôi cứ bảo gửi tiền về, nhưng tôi không chịu. Vâng. Bà uống nước đi. Vâng. Mẹ ơi, mẹ, nhờ tí. Dạ, cháu xin phép được trao đổi riêng với mẹ cháu một tí ạ. À, thế thì xin phép ông bà ạ. Vào đây. Mẹ này, đất này là đẹp đấy. Vấn đề là con sau hỏi lại quy hoạch cho thật chắc chắn. Thế bây giờ thế nào? Đặt tiền. Họ ngồi đây. Thế à? Có vẻ thích lắm không ạ? Bà làm giá cả với người ta nhá. Nhắc rồi. Cứ đấy. Đất đẹp thế này mà mình không đặt tiền là càng khác hơn nữa ngay. Mẹ cứ đặt tiền. Cô đừng ra đặt nhá. Vâng. Xuống rửa tay ăn cơm đi con. Dạ vâng ạ. Cái gì ấy? Vừa mới chợp mắt. Anh và con ăn cơm trước. Em dọn sẵn rồi đấy. Lại đi đâu? Tối nay thành đoàn có phát động thi đua trong khối trường đại học trên địa bàn. Em đến dự rồi về ăn sau. Tối nay tôi cũng bận đấy. Tranh thủ nghỉ một tí. Rồi đi ngay bây giờ đấy. Sao dạo này anh hay đi làm ngoài giờ thế? Đi thì mới có tay đút một mồm chứ. Thằng mặc. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tóm lược tin trong ngày. Nhân dịp sang Việt Nam tham dự hội nghị châu Á về vấn đề Palestine khai mạc sáng cùng ngày, ông Ibra Devunenka. Chào anh. Dạ, chào cô ạ. Thế chú Sán có nhà không ạ? Dạ có, mời anh vào nhà. Mời anh vào. Vâng. Anh có khách đấy. À, chào chú Sán. Chú Sán thích thật đấy. Có phu nhân xinh thế thì... Thôi đi ông ơi. Có việc gì nói luôn đi. Tôi cũng không rảnh lắm để nghe ông nói chuyện lăng nhăng. Thế này chú Sán ạ. Hôm nay tôi có việc muốn nhờ chú. Tôi có đứa em ruột muốn mua một mảnh đất. Vậy là hôm nay tôi đến đây để nhờ chú xem quy hoạch của thành phố như thế nào ạ. Bản đồ đây ạ. Dạ, mảnh đất của thằng em nó mua ở đây ạ. Tôi đã đánh dấu trên bản đồ, nhờ chú xem quy hoạch thành phố như thế nào ạ. Cái của cũ rích từ đời nào ấy, ai người ta dùng nữa. Nó còn mới mà. Mua đất mà không tính
là vô cùng nguy hiểm đấy. Nếu mua vào cái chỗ quy hoạch, nay mai nhà nước lấy lại là trắng tay như chơi. Nhưng thì có đền bù, nhưng chỉ mang tính chất tượng trưng thôi. Đền bù cho nó phải phép thôi. Nhưng ông cẩn thận như thế là tốt đấy. Anh cũng biết thế. Chính vì vậy anh muốn nhờ em chỉ giáo giúp anh. Giúp anh nhé. Khối kẻ vừa mua xong, đùng một cái thành phố công bố quy hoạch, thế là sôi hỏng bỏng không. Trong khi người bán do biết được quy hoạch, bán thuốc bán tháo đi, thế là thắng to. Người này nắm được thông tin mở đường, mua một căn nhà cấp 4 sập xệ ở trong ngõ, công bố quy hoạch, thế là thành nhà mặt phố. Thần tài đến gõ cửa rồi còn gì. Chú Sán ạ, thế thì còn gì bằng. Ngang bằng thánh cứu rồi chú ạ. Thánh ở trong này này. Thế nào, muốn xem quận nào, phố nào? Anh muốn mua ở Trung Trực và đường Cầu Ngang, cùng một phường chú ạ. Tức là hai địa điểm. Vâng. Hai mảnh đất khác nhau. Vâng. Hai điểm quy hoạch. Đúng rồi. Này, dù là một người xem thì cũng phải tính là hai đơn vị. Để thanh toán với nhau. Luật chơi nó là như thế. Anh cứ tưởng đến một lần là được rồi. Ông ở trên cung trăng xuống à? Thế mỗi một lần đến xem, ông xem cho cả anh em, cô dì thím bác gần xa, thì cũng tính là một lần à? Ê, tôi làm cho cả họ nhà ông à? Thế thì hay nhỉ. Tôi làm công công cho nhà ông đấy. Hiểu rồi. Bây giờ thế này nhá, chú cứ xem cho một điểm đã, còn lần sau anh đến anh xem nốt. Thôi, về chuẩn bị đầy đủ đi, rồi hãy quay lại. Tôi bận lắm. Alo, đến đón anh đi nhá. Anh sẵn sàng rồi. Thế nào, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết? Cái gì? Vợ chú muốn xem cả hai chỗ hả? Được rồi, cứ nhân đôi lên nhá. Đấy, tôi có nói dối ông đâu. Vâng. Khách hàng săn đón suốt. Vâng. Thôi, tinh thần thế nhá, về chuẩn bị đi. Mà khẩn trương lên đấy, không người khác mua mất thì lại uổng. Vâng, thế chăm sự nhờ chú nhá. Được rồi, đi. Tôi sẽ không để chú thiệt đâu. Cứ thế nhá. Chào chú nhá. Về nhá. Bye. Diệu ơi, vợ ơi, quái lạ, con này nó đi từ lúc nào không biết nhỉ. Vợ mới trả con, đi như là ngựa biến. Cô ơi, cho cháu làm với. Nào, tránh ra để cô làm nào. Đi. Kìa, con. Đợi bố về rồi cả nhà mình ăn một thế. Bố không về đâu. Bố còn phải tiếp khách. Chị Miên ơi, dạo này anh Đại làm ăn gì mà đi khiếp thế? Cả tuần em thấy anh ấy ăn mỗi 3 bữa cơm ở nhà. Chị cũng không biết. Chị cũng nên để ý đến anh ấy một tí. Anh ấy đi suốt như thế cũng không tốt đâu. Chị cũng không biết phải làm thế nào nữa. Mẹ vừa nghe thấy các con nói chuyện gì đấy. Mẹ chả thấy có gì là không bình thường cả. Anh có bận việc kinh doanh thì phải giao thiệp nhiều, đi lại nhiều. Mà quan hệ rộng thì mới ra công ra việc được chứ. Cứ như bố chị ấy, bôn xê vích lắm vào có khá lên được đâu. Nhưng làm ăn kinh doanh gì mà cứ đi biền biệt, chí ít buổi tối cũng phải về quê quần với cả gia đình chứ. Bố còn từ ngày về hưu thì nhất định không ăn với cả nhà rồi. Bữa cơm gia đình chỉ toàn đàn bà với trẻ con thôi. Mày không cẩn thận ấy, rồi cũng hâm giống bố mày không chừng. Lúc nào cũng khư khư, nào là tư cách, nào là phẩm chất, rõ là dở hơi. Thời buổi bây giờ, tính toán khôn ngoan còn chẳng ăn ai nữa là... Thế con không chuẩn bị gì cho ông ấy ăn à? Vâng, mẹ để con ạ. Chị Miên ơi, để hôm nay em mang lên cho. Em có chuyện muốn nói với bố. Nói thật với hai em nhá, tại quán của các em ấy, tiếp viên vừa xinh
lại vừa nhiệt tình. Nhưng mà anh mới mất như thế nhở? Anh này. Cái ông này chán quá đi mất. Đi uống bia với các em, mặt ông cứ lạnh te. Đi về đỡ tốn bia. Ông này, tôi đang uống. Ông làm gì mà khó tính thế? Tôi vui cùng ông là được rồi, đúng không em? Mời anh ạ. Có thế. Ai lại ngồi cạnh người đẹp mà mặt ông cuộn chứ? Ai chẳng biết ông có vợ đẹp lại trêu chồng. Nói chuyện ở đây. Mà này, vợ đẹp là vợ đẹp, còn người đẹp con bia là người đẹp con bia. Ngồi cạnh người đẹp mình phải hết mình như thế. Nào, nào rô. Hết mình. Dạ. Nào, hết mình kia. Chả giấu gì hai em, con vợ anh nó vừa đẹp vừa tài, mà anh cũng chết mê chết mệt nó. Chết nỗi con vợ anh nó lại ngoan quá, tử tế quá, chả biết cái thói hư tật xấu gì cả. Ngay cả những góc khuất đáng yêu nhất của cuộc đời nó cũng chả biết gì sao. Ở bên nó anh cứ thấy lạnh lạnh, xa lạ thì quái nào. Ở bên các em thì anh mới thấy mình được là chính mình, được tiêu tiền, được ăn nói, được hành động. Mà chẳng phải suy nghĩ gì. Đời lúc này nó mới đẹp làm sao. Tôi rất muốn được như ông. Nào, ta phải uống về cái sự được là chính mình. Nào, điều đấy rất quan trọng. Uống. Nói thật với ông Đại nhá, nhìn cái mặt ông ấy, biết tẩm bụng ông đang nghĩ cái gì. Ông đang lo sốt vó về vụ nhà đất chứ gì. Giỏi, lúc nào ông cũng khách vị được tôi. Chịu đấy. Xin lỗi hai em. Dạ. Hai em tạm ra ngoài một lát, bọn anh có chút việc. Vâng ạ. Ra đi, khi nào cần anh gọi. Tí nữa anh đền. Việc là thế này, tôi muốn mua một căn nhà phố Lê Trọng Căn, hai mặt ngõ cực đẹp. Ai ngờ khi xem xét đặt cọc rồi thì bây giờ nghe đồn lên là phố đấy nằm trong diện quy hoạch, thế mới chết chứ. Biết ngay mà. Hôm nay tôi phải bỏ một mối lớn ngon lành để đi với ông đấy. Quý lắm đấy. Chiến hữu là trên hết. Hả? Thế mới là chiến hữu chứ. Có thế thì tôi mới phải cậy nhờ ông xem thực hư thế nào. Ông yên tâm đi ông ơi. Để tôi nói cho ông biết nhá. Dự án quy hoạch mà trong đó có đường Lê Trọng Căn ấy, bây giờ đã được xếp vào kho rồi. Thế à? Đấy chỉ là quy hoạch tạm thời thôi. Theo kế hoạch mới, vành đai quy hoạch đã được chỉnh sửa. Chỉ cần một nét bút chạch xuống Nguyễn Văn Minh, đường song song với Lê Trọng Căn là khối người được lợi, trong đó có ông đấy. Cảm ơn ông quá, cảm ơn ông quá. Thế mà tôi lo sốt vó không ạ? Này, chẳng giấu gì ông, tôi mua căn nhà giá hơi bị mềm, nhưng vớ vẩn vướng phải quy hoạch là xong. Ông hiểu không? Kẹt kẹt. Nhưng mà tôi khuyên thật ông nhá, trước mặt ông cứ hoàn tất thủ tục của căn nhà đó đi, sau đó nếu được giá phải bán ngay. Nếu quy hoạch thay đổi thì ông vẫn nắm được số tiền đó trong tay. Hay lắm, cảm ơn ông. Tôi sẽ làm như ý ông nói. Xong việc thì mình tính toán với nhau sau nhé. Ok. Ok chưa? Rồi. Thấy thoải mái chưa? Thoải mái rồi. Thế gọi các em vào được chưa? Vào được rồi. Các em ơi, vào đây. Uống đi. Vào được các em. Ngồi đây. Đây rồi. Nhà em của anh. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Bố ơi, con mang cơm lên cho bố rồi đấy ạ. Con mời bố xây cơm. Con cứ để đấy cho bố. Ăn từ trưa giờ vẫn thấy ngang dạ quá. Bố không đói thì cũng phải ăn cho đúng bữa bố ạ. Thôi được, con cứ để đấy. Bố muốn nói chuyện với con một lát.
Bố muốn hỏi con chuyện này. Dạo này con vẫn gặp Kiên đấy chứ? Dạ, cũng không nhiều lắm ạ. Vì dạo này anh ấy cũng bận rộn với những dự án cải tạo nhà máy ạ. À, bố thấy anh chàng này đàng hoàng, đĩnh đạc, dám nghĩ dám làm. Khá đấy chứ, bố ủng hộ. Có phải vì thế mà bố luôn vun vén cho con, có phải không ạ? Bố biết tổng trong đầu con nghĩ gì rồi. Nhưng bố chỉ gợi ý thôi. Cái chính ở các con. Vâng, con hiểu ạ. Đưa cơm cho bố. Con mời bố. Như thế này thì chung chung quá, không giải quyết được vấn đề gì cả. Cái gì đấy? Phải thay đổi cơ cấu sản xuất thì bọn ăn trên ngồi chốc mới biết thân. Đúng. Châu bò đánh nhau rồi mỗi chết. Đúng rồi. Ông mà chết thì chúng mày chết hoa thị màu ý. À này, các ông này, phải thay đổi cái gì cho nó ra tấm ra món. Chứ còn cứ như cũ thế này thì đến chết dần chết mỏi các ông ạ. Các ông thấy từ đó thế có phải không nào? Đúng rồi. Đúng quá cái gì mỡ đây mà chết hút. Chẳng qua là tranh giành nhau quyền lợi quyền lực thôi. Chứng tỏ ảnh hưởng. Ai? Ông nói ai? Tay Kiên chứ còn ai nữa. Mới lên chức phải củng cố, chứng tỏ chút. Đợi đấy mà màu với chả màu. Mà các ông không thấy sắp xếp cực kỳ vô lý sao? Nhưng người cho ra thì về đâu? Ừ nhá. Về nuôi lợn à? Phải nhấn mạnh đây là động cơ cá nhân. Cho họ thấy đây là một kẻ đục nước béo cò. Rõ chứ? Cứ nêu tên nó ra ở đấy. Sợ cái gì? Đúng. Vặt mũi chưa sạch, biết cái gì mà hinh hoang. Tình hình phức tạp lắm đấy nhở? Tôi biết. Cái mới không phải ai cũng có thể chấp nhận được ngay. Tôi vừa cho tập hợp nghiên cứu về tất cả những tập đơn khiếu nại ở dưới. Gì thì gì, chúng ta cũng phải lưu tâm tới tất cả những cán bộ công nhân đã lớn tuổi và những người có cống hiến. Vâng vâng, tôi biết anh ạ. Họ trước sau gì cũng là nòng cốt của nhà máy thắng lợi. Nhưng ít ra thì họ phải có thái độ ủng hộ công việc chung. Hiểu thế là tốt. Các đồng chí nên tập trung vào việc thực hiện nghị quyết của trên và tập trung cho việc đào tạo. Nhưng đưa ngay một lượng lớn công nhân đi đào tạo đối với nhà máy không hề đơn giản chút nào. Chúng tôi định là chỉ cử đi từng phần một và chú ý đến công tác đào tạo tại chỗ. Cái khó là phải tạo cho họ niềm tin vào tương lai sáng lạn của nhà máy. Ok, mời anh xin nước. Nhân đây có việc quan trọng này anh ạ. Đó là việc tôi muốn sở sớm ra quyết định bổ nhiệm đồng chí Kiên làm giám đốc nhà máy. Để cậu ấy trực tiếp điều hành. Tôi nghỉ thôi anh ạ. Trong khi chờ chế độ hưu thì tôi sẽ làm cố vấn cho cậu ấy. Việc này tôi đã đưa ra bàn cấp ủy và lãnh đạo sở. Nói chung là mọi người ủng hộ thôi. Vâng. Rồi. Cứ vào. Chào đồng chí Bí Thư. Xin chào các đồng chí. Thưa đồng chí Bí Thư Đảng ủy, tên tôi là Nguyễn Văn Thành, đại diện cho một số anh em công nhân ở tổ 3. Muốn gặp đồng chí để kiến nghị một số chính sách chế độ. Chế độ gì đấy? Chúng tôi đã hết bậc lương thợ. Không thể lên lương. Không được hưởng tiền phụ cấp. Thế nay mai nhà máy cải tổ thì anh em chúng tôi về vườn à? Việc này lãnh đạo đã quyết định. Cứ thế mà thực thi. Không có giải quyết khiếu nại gì hết. Nhưng phải nghĩ đến chúng tôi chứ. Không giải quyết là bất công. Nếu vậy chúng tôi sẽ làm đơn gửi lên cấp trên. Các anh muốn làm đơn lên đâu thì tùy. Không việc gì phải thách đố. Đi về. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên.